Thưa quý vị, sau hơn 5 năm triển khai, phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã lan tỏa sâu rộng đến từng các cấp ủy đảng, đảng viên trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ghi nhận tại đảng ủy, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho thấy, việc triển khai phong trào được các chi đảng bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, kết hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, qua đó đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảng ủy, văn phòng tỉnh ủy tổ chức thăm tặng quà cho 3 học sinh cùng 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Xuyên Mộc. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng do đảng viên thuộc đảng ủy, văn phòng tỉnh ủy đóng góp. Qua cái phong trào này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ lan tỏa cái tinh thần chung tay, chia sẻ tới các cái đảng viên cũng như là các cái cơ quan, đoàn thể. Thông qua hoạt động như thế này, để tạo điều kiện gắn bó giữa đảng viên với người dân ở cơ sở, đặc biệt là quan tâm đến cái học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những hộ mà yếu thế trong cuộc sống. Không chỉ đóng góp kinh phí, đảng viên chi bộ ban tổ chức tỉnh ủy còn vận động nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, chi bộ đã trao tặng 11 căn nhà đại đoàn kết, 6 con giống cho hộ gia đình khó khăn, lắp đặt 6 camera an ninh và trồng 2 km đường hoa liên thôn, liên ấp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động để nhằm phát huy cái tinh thần là tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương là hoàn thành các cái mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là sớm hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đều thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với hơn 90% đảng viên tham gia. Các nội dung đăng ký thực hiện đều thiết thực như xây dựng tủ sách chi bộ, lắp đặt camera an ninh, trồng hoa và cây xanh các tuyến đường, trao tặng nhà đại đoàn kết. Chỉ tính riêng trong năm 2023, qua phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, các chi đảng bộ trong khối đã thực hiện hơn 300 các công trình phần việc với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.